Ok cả nhà, đây thì hôm nay chiên cái món chả nem các bạn nhé, chả nem chay nhé các bạn nhé. Đây, nem chiên. Thì để các chị anh các bạn cho lửa nhỏ thôi, để nó vừa chín trong đấy, và nó vàng ngoài thì nó đẹp, chất chở hơn. Cái cho nó đều các bạn, cho nó vàng đều đấy, nhìn sẽ đẹp hơn đấy.